Đây là chương trình giải trí được coi khi ăn cơm mới nhất năm 2023. Mỗi thứ trong chương trình này đều được làm bằng bánh kem. Ngay cả MC cũng không ngoại lệ, giải thưởng vô địch mùa 2 lên đến 120.000 đô. Liệu 10 thợ làm bánh đến từ khắp nơi trên thế giới trong mùa này sẽ cho ra những cái bánh kem trông như thật đến mức nào? Ai sẽ là người nở nụ cười cuối cùng? Chúng ta hãy chờ xem. Vòng đầu tiên là vòng khởi động, trường quay trước mắt sẽ có những món làm bằng bánh kem. 10 thợ làm bánh có 20 giây để phân biệt thật giả. 5 thí sinh có kết quả nhanh nhất sẽ có được cơ hội thi đấu trong tập đầu tiên, tức là sẽ có cơ hội giành được giải thưởng 10.000 đô. Theo tiếng hiệu của MC Miki, vòng thi tìm kiếm bánh kem bắt đầu. Các bạn khán giả có thể thử xem, cho dù chúng ta có thể nhìn ở góc cận cảnh, nhưng đa số mọi người chắc chắn sẽ không biết cái nào mới là bánh kem thật. Các thí sinh phải đứng ở phạm vi cách 2,5m. Trường quay còn vô vàn ánh sáng ảnh hưởng đến phán đoán, cho nên vòng thi có vẻ dễ dàng này nhưng thực tế cần nhãn lực và khả năng quan sát cao. 20 giây sắp trôi qua, các thợ làm bánh vội vàng ghi ra đáp án. Tiếp theo MC sẽ dùng dao để phân biệt bánh kem thật giả. Đầu tiên ta sẽ kiểm tra lựa chọn của Kayla và Elizabeth là hộp đựng khăn. Lý do của họ đưa ra là kết cấu của hộp khăn giấy có vẻ khá cứng. Vậy thì để Miki kiểm chứng xem, trực giác của phụ nữ có thật sự chuẩn xác như thế không? Được rồi, không phải là bánh kem, mà là hộp khăn giấy thật sự. Tiếp theo là kiểm tra hoa lan này. Miki hỏi lại thì mới biết không ai chọn cả, nhưng vốn nghịch ngợm nên anh ta vẫn quyết định cắt thử. Quả nhiên, một đường dao hạ xuống rất mượt. Không biết các bạn khán giả có ai chọn hoa lan không? Nếu chọn đúng thì hãy tự thưởng một miếng bánh nhé. Tiếp theo là cây nến mà 5 người đều chọn. Bất luận cây nến này là thật hay giả, đây vẫn là một nhát dao quan trọng. Để tăng thêm phần hồi hộp, Miki nghịch ngợm đã đốt tim nến. Không sai, cây nến này quả thật là bánh kem. Đừng tưởng việc này dễ dàng, góc quay cận cảnh này sắp tràn màn hình rồi đấy. Tuy rằng đã xác định thí sinh tham gia vòng 1, nhưng Miki cho mọi người biết rằng ở đây vẫn còn bánh kem. Nói xong liền cầm con dao đến chỗ cái ghế. Đúng thế, đây cũng là ghế làm bằng bánh kem. Tôi dám nói là khán giả không ai chọn đúng cả. Có thể thấy là ngay cả góc quay cận cảnh nhưng trông cũng rất chân thật. Không thể không khâm phục kỹ năng của tổ tiết mục. Tất nhiên là một chương trình về ăn uống, không thể để xảy ra hành vi lãng phí thức ăn được. MC không chỉ ăn thử ở ngay đó, mà khi chương trình kết thúc còn cho khán giả ở đó ăn thử. Nếu như vòng đầu tiên kiểm tra về nhãn lực và kinh nghiệm, vòng tiếp theo sau đó mới thật sự là vòng thi đấu thật sự. Năm thợ làm bánh này sẽ làm những tác phẩm nghệ thuật bằng bánh kem. Chỉ cần lừa được con mắt giám khảo thì sẽ được vào vòng chung kết, giành phần thưởng trị giá 10.000 đô. Bọn họ có 10 tiếng để làm bánh kem, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian chờ đợi, cho nên tôi sẽ đưa các bạn xuyên không đến 10 tiếng sau. Vừa kịp lúc, bọn họ vừa làm xong bánh kem. Ba giám khảo có kinh nghiệm 30 năm làm cá ở siêu thị đã sẵn sàng. Bắt đầu vòng kiểm tra đầu tiên, ba nhóm đồ vật được đặt trên 6 cột ở sân khấu. Sẽ có một món làm từ bánh kem trong đó. Giám khảo có 30 giây để phân biệt thật giả. Một lần nữa xin mời các khán giả đang xem chương trình tham gia chung nhé. Nhóm đồ vật đầu tiên là cua. Nhóm đồ vật thứ hai là một rổ xoài. Nhóm đồ vật thứ ba là một chiếc giày. Đôi giày này có dáng vẻ rất dụ hoặc. Thời gian đếm ngược kết thúc, giám khảo cũng đã có sự lựa chọn, cho nên lại đến lúc rút dao mà Miki thích nhất. Cho mọi người thêm một cơ hội lựa chọn nhé. Hãy ghi lại ba con số mà bạn nghĩ đó là bánh kem. Đầu tiên là con cua của Liz làm. Ba giám khảo đều chọn con cua số 2, bởi vì bọn họ cho rằng đường vân của con cua này không thể được làm từ bánh kem. Được rồi, đây đúng là con cua, cho nên Liz đã lừa giám khảo thành công. Bánh kem cua này rất ngon, tôi nửa đêm viết văn án mà còn phải chảy nước miếng. Tiếp theo là kiểm chứng nhóm đồ vật thứ hai, rổ xoài. Đây là tác phẩm của Miko, để xem anh ta có lừa được giám khảo không. Nhát dao này cho thấy rõ ràng là bánh kem, không biết các bạn có đoán đúng không? Đáng tiếc là Miko hết vui rồi. Tiếp theo là kiểm chứng nhóm đồ vật thứ ba, chiếc giày này là tác phẩm của Spirit. Lần này ban giám khảo chọn số 6, cô gái này nói rằng sợi dây giày có chút đánh lạc hướng. Nhưng vẫn phải xem nhát dao của Miki mới biết kết quả. Được rồi, đây không phải là bánh kem, không hổ danh là ban giám khảo không chuyên nghiệp lắm. Thật ra chiếc giày của Spirit rất dễ nhận ra, nhưng trường quay không dễ phân biệt như chúng ta. Tiếp theo là vòng lựa chọn thứ hai, lần này là hai nhóm đồ vật, thời gian là 20 giây, mời các khán giả đang xem cùng tham gia nhé. Nhóm đồ vật thứ nhất là một phần đồ ăn nhanh. Trời ạ, nhìn thôi cũng đói bụng. Nhóm đồ vật thứ hai là súp bánh nan. Các bạn đã chọn xong chưa? Đếm ngược chấm dứt, chúng ta cùng xem kết quả nhé. Đầu tiên là kiểm chứng phần đồ ăn nhanh của Alan. Ban giám khảo chọn số 1, cảm giác cắt có vẻ kỳ lạ. Được rồi, đó là bánh kem. Không biết mọi người có nhận ra sơ hở ở đâu không? Tiếp theo là kiểm chứng món súp bánh nan. Ban giám khảo chọn số 4. Được rồi, nhát cắt mượt thế này chính là bánh kem. Cho nên vòng 2 chỉ có 2 thí sinh thành công. Người chiến thắng lần này thì phải đợi ban giám khảo nếm thử rồi cho kết quả.
Sau 2 phút ăn thử, ban giám khảo quyết định người chiến thắng là list tác giả của tác phẩm Con Cua. Người chiến thắng mỗi tập không chỉ có được 5.000 đô, mà còn được tham gia một vòng chơi cuối. Chỉ cần tìm ra bánh kem thật trong 2 món đồ này, thì có thể được gấp đôi tiền thưởng. Nếu thất bại thì số tiền thưởng này sẽ được gộp vào tập sau. Nhưng chỉ có 15 giây quan sát. Các bạn có thể nhận ra cái nào mới là bánh kem thật không? Được rồi, 15 giây đã hết. Liz nhanh chóng chọn số 2. Lý do của cô ấy rất đơn giản, hoàn toàn dựa vào trực giác của phụ nữ. Vậy thì để Mickey cắt thử là biết. Hay quá, đây đúng là bánh kem. Cho nên Liz đã thành công gấp đôi số tiền thưởng lên 10.000 đô. Tôi chỉ biết nói, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Ở tập trước, với kỹ năng siêu việt bằng cái bánh kem hình con cua trông như thật, đã giành được chiến thắng ở tập đầu tiên. Cho nên tập 2 sẽ tiếp tục vòng đấu loại. Vòng đầu tiên là kiểm tra nhãn lực và kinh nghiệm của thợ làm bánh. 6 thiết bị tập gym trước mắt chỉ có một cái là bánh kem. Thí sinh phải đưa ra kết quả trong 20 giây. Theo tiếng hiệu của MC Mickey, khán giả đang xem ở trước màn hình cũng tìm thử đi. Đã hết 20 giây, không biết các bạn đã có kết quả chưa? Bây giờ đến lúc MC biểu diễn. Lần này Mickey không lấy dao mà là nắm đấm gấu. Đầu tiên phải kiểm chứng món đồ số 6 mà Justin chọn. Lý do của anh ta là đường gân phía dưới hơi lệch. Vậy thì phải xem trực giác của anh ta có đúng không. Đây không phải là bánh kem, nhưng mà tôi tin đó chỉ là sơ suất của Justin thôi. Dù sao cũng đứng ở khoảng cách xa hơn 2.5 mét. Tiếp theo là kiểm chứng sự lựa chọn của Spirit. Lý do cô ấy chọn số 4 là vì phần nhăn phía dưới quá rõ ràng. Ba thợ làm bánh khác cũng chọn số 4. Cho nên nếu như đây không phải là bánh kem, vậy thì mọi người sẽ ngượng lắm đó. Cũng may đây là bánh kem thật, nếu không đoạn này chắc phải bị cắt. Spirit, người đưa lựa chọn nhanh nhất, cũng nhận được một đặc quyền, có thể lựa chọn món đồ để làm bánh kem. 5 món đồ này đều có liên quan đến gym. Spirit suy nghĩ rất nhanh liền chọn tạ quai. Cô ấy nghĩ những thứ càng đơn giản càng dễ lừa giám khảo. Kayler, thí sinh chọn thứ hai, cô ấy đã chọn bóng bosu. Lý do của cô ấy cũng rất đơn giản, bởi vì cô ấy thích những thứ to. Tiếp theo là quá trình làm bánh khoảng 8 tiếng. Để không lãng phí tuổi thọ của mọi người, tôi rất tử tế giúp mọi người xuyên không qua 8 tiếng sau.